thang. Mấy giờ mình bán chị? 3 giờ chiều. Bình thường bán tới bao nhiêu là hết chị? Mấy giờ là hết? 10 giờ sáng. Là cái này bán cả ngày lẫn đêm luôn hả chị? Bán đến 10 giờ sáng mai luôn. Vâng. Rồi xôi mặn là bao nhiêu tiền hả chị? Xôi mặn là 20. Cứ 20 đều vậy hả? Ngoan ít thì kêu 15. Dạ. Còn xôi ngọt 20. Để. Sao chị phải cắt gà ra vậy chị? Mình bán là 20. Rồi khách tới đây đông nhất là giờ nào chị? Không giờ nào chị? Vô chừng lắm, không có biết giờ. Có nhiều khi sáng người ta đặt xôi nữa, vô chừng lắm. Dạ. Yeah. Bán ngu đâu có biết được đâu, của chàng của hãng. Đông vô không biết. Rồi nó đặt rồi, lâu nó đặt đó chị. Còn anh thấy mình có xôi ngọt nữa rồi đúng không chị? Còn mình có hai loại thôi là gì? 3 loại. Chỉ có 10 ngàn thôi đúng không? Đồ chua hả chị Hoa? Mình tự làm ở nhà luôn hả? Cái này là gồm có gì trong này đây chị Hoa? Chị đi chua nhiều lắm. Một cái trắng, cái đỏ, dưa leo với cà chua. Dưa muối nè hả? Ừ, ba uống thức rồi. Một ngày mình bán bao nhiêu cái nét chị Hoa? Khoảng bao nhiêu cái nét? Không biết đó, má bà nấu. À, má thì nấu rồi. Đây là da gà. Đây là da gà đây. Đây là đùi gà quán xôi chị Hoa, rất là to. Một hộp một đùi không chị Hoa? Người ta kêu cái đùi, cắt cái đùi ra chị 20, còn nguyên miếng chị là 50, 60, 70, 80, tùy theo là hả chị? Mặn thì bao nhiêu tiền vậy? Ở trong đây 20. À, còn số ngọt? 10 ngàn. 10 ngàn.